Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hoàng Bãi ở tại Kon Tum. Hôm nay em lên cho anh chị em một ít bếp ga anh chị nhé. Em thanh lý cho anh chị em một ít bếp ga, giá siêu vô cùng hấp dẫn anh chị nhé, giá siêu vô cùng hấp dẫn luôn. Bếp thì nó sẽ dao động từ khoảng 2 triệu anh chị nhé, bếp dao động 2 triệu để đẹp lên keng luôn. Thì giá thì em bán là em sẽ luôn luôn bên em bán sẽ bao gồm phí ship anh chị em nhé. Đấy, bao gồm phí ship. Thì bếp này thì em sẽ bảo hành cho anh chị em là 1 năm và kèm lưới chống kèm lưới chống chuột. Đấy, kèm lưới chống chuột và pin nhé anh chị nhé. Kèm lưới chống chuột và pin. Thì đầu tiên em có một con Paloma này. Đấy, đây là con Paloma. Con này là Paloma sản xuất năm 2019 này anh chị em. Đây. Năm sản xuất này. Đấy. 19 tháng 11 này. Đấy, là chứ nhầm. Đúng rồi, sản xuất là tháng 11 năm 2019. Đấy, đây cho anh chị em xem ngoại hình này. Con này thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn. Giá thì con này thì siêu vô cùng hấp dẫn luôn. Đấy, đây lò nướng anh chị em xem này. Đấy, lò nướng này. Nét chưa? Nét căng chưa? Đây. Lò đây. Cho anh chị em xem cái lò này, nét căng luôn. Không thành vấn đề nhá. Lò này thì anh chị em dùng quá yên tâm hợp lý luôn. Mở ra cho anh chị. Rồi, thì đây em sẽ mở bếp ra cho anh chị em xem luôn. Đó, đây từ từ anh cho mọi người xem cái mặt đấy. Đây, mặt này anh chị em nhé. Mặt này, cấn tí xíu đây thôi. Còn lại ra nét căng luôn. Đấy, mặt men nhé. Mặt men, nét căng luôn. Rồi. Quá đẹp luôn, con này đời 2019 thì quá đẹp luôn rồi. Đỉnh của đỉnh này, đỉnh của chóp. Đây, bên trong đây anh chị em. Đây. Em nó ruột gan đây, ruột gan của em nó đây anh chị em xem này, đẹp trên từng chi tiết, đấy không phải nghĩ nhá, mới lẹn kẹn luôn, đấy vẫn còn dấu của nhà sản xuất này, đó, rồi úp vào em, rồi con bếp này con bếp số 1 này thanh lý cho anh chị giá siêu ngon luôn. Chị em nào mua thì nhanh tay bếp ga đợt này rất là rẻ, ga nó đang đắt này thì bếp nó rất là rẻ. Số 1 này. Đó, con này em bán thanh lý cho anh chị em giá là 2.700.000. Đấy, 2.700.000 bao gồm phí vận chuyển luôn anh chị em nhá. Con bếp này bèo gì người ta cũng phải bán là 3.2-3.5 triệu. Con này có nút nhấn 3 giây nhá. Đấy, có nút nhấn 3 giây này. Đó. Đây. Thì tất cả mọi chức năng đây anh chị em. Đó, con này nút vặn nhá. Đó, 2.700.000. Cực kỳ đẹp luôn, đời 2019 quá cao luôn. Đó, ruột ga này rất là ok. Rồi. Để đây. Thả lên. Rồi, tiếp theo là một con Paloma nữa, con này cũng là nút vặn. Đấy, con này nút vặn nhá. Đấy. Đây, lau qua đi nha. Nhấc lên này. Cái này là để trong nhà nhiều quá, hôm nay sổ thanh lý nên là nó hơi bụi chứ, anh chị em thông cảm nhá. Đấy, rồi thanh lý hết cho anh chị em luôn. Ga đang đắt mình mua bếp cho nó rẻ. Rồi đây, thì con đây là một con bếp đời 2014. Mở ra luôn cũng được. Con này thì không một tì vết gì hết cả. Đây, con này thì sản xuất tháng 4 năm 2014 nha anh chị em nhá. Đấy, đây nó có chảy sơn tí xíu này, nhưng mà mặt không tì vết nhá. Đây, chống chuột thì em đã làm hết rồi. Đó. Đây, móc tí xíu này. Đấy, bên hông ấy thì chả ai để ý đâu, quan trọng cái mặt này. Con này có nút bấm 3 giây nhá. Đấy, nút bấm 3 giây đây. À. Đấy, mới lẹn kẹn luôn. Lò nướng chưa dùng này. Các anh chị xem cái lò nướng chưa dùng này. À, cái lò nướng chưa dùng rồi nhá. Đó, rồi, thả xuống. À, cây này. Quá mới luôn. Mặt con này không một tì vết nhá. Mặt này không một tì vết gì nhá. Cái mặt này không tì vết nhá. Đấy, cái mặt này không tì vết. Đấy, chén này là chén đồng luôn này. Chén đồng này. Cực kỳ sắc nét. Đó. Rồi, đó ra cho anh xem ruột gan. Đây, bên trong ruột gan này. Quá nét luôn. Cái này phải gọi là nét luôn nhỉ. Rồi. Đây. Quá nét luôn này chị em ạ, con này quá đẹp luôn này. 2014 mà cỡ này thì là phải gọi là xuất sắc rồi. Hàng em tuyển mà. Đó. Vẫn còn dấu của nhà máy này, đầy đủ hết nhá.
quá nét luôn. Rồi úp vào em. Rồi do con mặt này nó chưa tì vết. Đó, mặt không tì vết nhá. Thì con này em bán con số 2 thanh lý luôn cho anh chị em, giá là con này là 2.600.000. Số 2, con này quá đẹp luôn. Mặt quá đẹp luôn, không một vết cấn móp gì hết cả. 2.600.000. Báo ship luôn nhá. Báo ship luôn cho anh chị em nhá. Tiếp theo. Lâu nè. Rồi tiếp theo em lên một con Z9 đi. Aroma 2 con rồi, lên con Z9. Rồi trước mặt anh chị em đây là một con Z9. Đấy, con Z9. Con này thì sản xuất năm 2016 nhá, đắt 2016 này. Đấy, mặt mũi thì đây. Đấy, mặt mũi quá đẹp luôn. Con này cũng không tì vết. Đó, đây bên hông này. Mặt này. Đây thương hiệu bán luôn để gọi mà bán cho mấy bà cái mấy nhựa mà thôi, từ chiều bán được. Đó, đang quay tự dưng bà nhung nhựa bán mua, đang tính bán ít đồ cho bà nhung nhựa để lấy tiền ăn tiêu anh chị em ạ. Hết tiền rồi nên là phải thanh lý bếp cho anh chị em này. Đây anh chị em xem này, những cái này nó quá đẹp luôn, chén đồ này nó quá đẹp luôn nhá. Đời cao thì nó chén bằng nhôm. Đây cho anh chị em xem bên trong này, nó nét căng căng luôn, quá nét luôn. Đó, bên trong quá nét luôn anh chị em nhá. Đây này mới sắm được quả xoay vòng tròn nên là quay luôn cho anh chị em, test luôn cho anh chị em nhé. Đó, rồi đẩy vô em. Con này nút vặn anh chị nhá, 2016, mặt miếc đẹp Z9. Đây con này thì nó có trên đây thì nó không có tí vết, còn đây nó có tỉ một xíu ở góc đây nhá, một xíu góc đây thôi. Đẩy thật vào. Rồi. Đó. Rồi con này con số 3. Số 3 này em bán cho anh chị em với cái giá con này thì rẻ thôi, 2.500.000 thôi, báo ship luôn nha anh chị em nhé. Ba 250 đã bao gồm chống chuột. Đấy, đã bao gồm chống chuột và pin anh chị em nhé. Chống chuột và pin bảo hành cho anh chị em 1 năm. Rồi tiếp theo nữa, đây là một con này màu trắng kem sữa, con kia là màu xám lông chuột. Đó, đây xem mặt đó. Con này sản xuất tháng 10 năm 2016. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Đó. Đây chị em. Kiềm kiếp thì quá là nét luôn này. Trên mặt thì con này nó có chày một số vết nhá. Nó có một số vết anh chị em nhá. Đây một vết này. Đấy, đây hai vết này. Đấy, nó có hai vết đấy thôi nhá. Đó. Nó có hai vết đấy nhá. Và lò nướng này. Lò nướng thì mới con Z9 đồ này nọ, hàng tuyển thì anh chị em cho anh chị em xem lò cho nó vui thôi, chứ còn nó mới lắm. Đấy, nó chưa dùng bao giờ như thế này mà. À, con này chuẩn lò chưa dùng bao giờ luôn. Con này chuẩn chưa dùng bao giờ, chưa dùng lò bao giờ nhá. Này tay. Quá nét, quá đẹp luôn. Đây nhá. Đó. Con này thì nét căng luôn. Đó. Thì con này đây mà. Con này con số 4. Đó, thanh lý luôn cho anh chị em. Giá nó khỏi lăn tăn 2.500.000 anh chị em nhá. Em bán thì 2.500.000 thôi, nhưng con này nhiều chỗ khác thì phải bán 3 triệu trên. Trên 3 triệu bởi vì đời nó cao và nó quá đẹp luôn. Số 4. 2.500.000. Bao ship anh chị nhé. Bao ship. Đấy, mua bếp là có cọc anh chị nhé. Con trên cùng em ơi. Rồi, nay thanh lý cho anh chị em 5 bếp nhé. Mai sẽ 5 bếp. Mốt sẽ 5 bếp. Mỗi ngày 5 bếp. Anh cứ thanh lý mỗi ngày 5 bếp vậy. Bởi vì em nhiều quá rồi. Nhà chặt không có chỗ để. Đâu. Rồi, tiếp theo đây là con Paloma. Con Paloma này thì cũng đẹp.
cũng xuất sắc luôn. Lò nướng xem nào, lò quá đẹp luôn. Đấy, để dính bụi nhá. Đó, lò cũng rất là đẹp nha anh chị em nhá. Lò cũng rất là đẹp, nhưng mà con này thì cũng chưa bằng con 214 kia nhá. Đó, con này thì sẽ bán giá và nó sẽ đầm giá hơn anh chị em nhá. Đây, bên trong này. Nói chung là cũng lò nướng thì mình hạn chế dùng anh chị em nhá. Con này sản xuất 2016 nhá, tháng 4 2016. Đấy, đây. Bên ngoại thất này. Đây phần ngoại thất này. Đó, cũng khá là ok. Quá ok. Học thiết thì sạch từng luôn, không phải lăn tay, còn sạch lắm. Đây bên trong đây anh chị em. Nét căng luôn. Đó. Nét căng nhá. Đó, bên trong là nét tương đối nét căng luôn. Đấy, lửa liếc thì em chỉnh xanh hết rồi, anh chị em mua về chỉ có việc cắm ga là xài thôi. Cắm ga là xài thôi anh chị em nhá. Đó, rồi, ba lô ma, mặt mũi con này quá đẹp luôn, nét căng luôn. Đậy rồi. 16, con này bán thanh lý luôn đây. Cho anh chị em giá là, xin lỗi anh chị em nhá. Bán thanh lý luôn. Đó, con này bán thanh lý luôn. Con này giá là 2.500.000, thanh lý luôn cho anh chị em nhá. Số 5. Rồi, đó, thì hôm nay em lên 5 bếp. Mai lên 5 bếp anh chị em nhá. Thì cứ giá thì cứ chung chung kiểu này thôi. Nhưng nó không có cao đâu anh chị mà không cao đâu. 2.500.000, 2.600.000, 2.700.000 thế thôi. Còn sau này vài bữa nữa thì em còn đây, em mới dọn vệ sinh xong này. Đấy, đây là bếp kính nhá. Đấy, bếp kính này cũng rất rẻ rồi. Những con kính như này nó chỉ rơi tầm khoảng dao động 3.000.000, 3.200.000. Có con thì 2.800.000. Tùy vào chất bếp anh chị nhá. Đó, thì anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đó, anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhá. Bếp quay quá chi tiết rồi, bên trong bên ngoài quá sạch đẹp như thế thì anh chị em cứ cân đối về cái giá nhá. Đấy, nhiều chỗ nó bán 3.000.000 mới thôi. Nên là anh chị em cứ xem về cái chất bếp và anh chị em mua thôi. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhé.